Vâng, xin chào các bác và anh em nhé. Anh em chúng tôi vừa ở Quỳnh Phụ xong đã tiếp tục sang Đông Hưng, Thái Bình để phối ghép tiếp một bộ dàn karaoke nữa cho anh Thái. Anh Thái, bộ dàn karaoke của anh gồm có một đôi loa DX5 và cục đẩy X22 Pro, một mic 321 Pro và một Submonter. Rồi xin mời các bạn và anh em lại cùng theo bác trên đây chúng tôi để trải nghiệm bộ dàn karaoke tại nhà anh Thái ở tại Đông Hưng, Thái Bình nha. Ấy đây rồi. Rồi xin chào tất cả các bạn và anh em. Vâng, em chào bác ạ. Đây nhà mình nó là thôn gì bác nhỉ? Thôn Thượng, xã Đông Phương, tỉnh Thái Bình. Vâng, em cảm ơn bác. Và đây cứ đi mò tìm đi đến tích kia tìm mà cuối cùng lại đi lệch. Vâng. Không có lùi sẵn xe đây không phải mở cửa lùi xe vào được nhỉ? Vâng. Ấy là không gian đẹp đấy nhỉ. Thôi thôi đỗ ngoài khách vào cũng được. Không gian nhà bác đẹp thế nhỉ? Ôi chà rộng nha. Đẹp nha. Thế này cái kia là phải kéo ra chứ bác nhỉ? Vâng. Rồi xin chào tất cả các bạn và anh em nhé. Anh em chúng tôi đã phối ghép xong bộ dàn karaoke cho anh Thái ở tại nhà văn hóa thôn Thượng, Đông Hưng, Thái Bình. Xong bộ dàn karaoke của anh gồm một cục đẩy X22 Pro và kèm theo đó là một cặp mic không dây 321 Pro. Và đây tiếp theo là một cục sub Monster, một đôi loa DX5. Rồi xin mời tất cả các bạn và anh em hãy đợi chút xíu chúng ta cùng thưởng thức chất âm tại căn phòng của anh nhá. Nhà anh rất là đẹp, toàn đồ gỗ các bạn ạ. Úi giời đấy, tranh đấy. Đấy nhìn chưa? Đấy. Đây. Bình cổ này, đấy, bộ bàn ghế đẹp mỹ mãn luôn. Đấy. Đấy. Bác chào Hoàng Đông đi bác ơi. Bác đưa tay chào Hoàng Đông. Đây là con dai từ Sài Gòn mua về cho bố mẹ nhá. Không cần đâu, mở nhà khác đi. Nhà nào được đấy, mở cái đấy được. Ok, từ từ.
chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Em ơi ngồi lặng lẽ thấy lòng anh tái thế hay chờ